Ok, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì tiếp tục lên cho các bác hai dòng sản phẩm máy sấy của bên LG với số ký là 10,5 ký các bác nhé. Như các bác biết đến này thì có những cái dòng máy sấy của LG là 9 ký rồi. Thì rất nhiều các bác yêu thích và rất nhiều các bác bảo là có dòng máy to hơn không? Bởi vì nhà anh nhiều quần áo, nhiều đồ. Thì đây em xin giới thiệu với các bác hai dòng sản phẩm máy sấy của LG 10,5 ký, một con là DVHP50P là con ở phía bên này. DVHP50P phở thì là màu xám nhạt. Còn DVHP50B bò thì là màu xám đậm. Em phải đọc rõ là như vậy, nó có hai màu, còn đâu tính năng sử dụng như nhau. Vâng nhá, khác nhau đúng cái màu. Chúng ta sẽ có màu P phở là màu xám nhạt và B bò là màu xám đậm. Nó cũng sẽ chia màu giống như các dòng máy giặt ở phía dưới thôi. Mọi người nhìn thấy các dòng máy giặt phía dưới này. Và cái thiết kế của cái dòng máy sấy này thì nếu mà nhìn sơ qua bên ngoài thì chúng ta lại cứ tưởng nó là máy giặt, nhưng không phải, nó là dòng máy sấy mọi người nhá. Thì đây em đang kê đó là con máy giặt ở phía dưới và con máy sấy ở phía trên thông qua một cái kệ máy sấy này. Các bạn nhìn thấy cái kệ inox của bên em cực kỳ là chắc chắn. Cái kệ này các bác có thể để máy giặt ở dưới hoặc kê thêm cả chân máy giặt nó vẫn vừa rồi nhá, bởi vì nó có một khoảng trống này. Các bạn nhìn thấy có khoảng trống này. Bên em thiết kế ra để mà các bác có thể để chân hoặc không để chân đều vừa cả rồi nhá. Ok, quay trở lại với hai sản phẩm chính của chúng ta với thiết kế vô cùng là bắt mắt và sang trọng đẳng cấp ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy là các dòng máy sấy trên thị trường có thiết kế rất đơn giản, nhưng khi mà đập vào mắt các bác những dòng máy sấy của bên LG thì các bác cực kỳ là yêu thích và ưng luôn rồi nhá. Em sẽ zoom nhỏ lại cho các bác xem này. Đây, riêng cái phần thiết kế cửa của nó này vô cùng là sang trọng với một lớp mạ chrome bên ngoài và cửa kính hai lớp rồi nhá. Ở phía trên này thì em đang kê hai con rồi nhá. Các bác có thể mở cái cửa này ra này, với cái phần thiết kế thì vô cùng là đẹp như thế này rồi. Cái cửa mở thì thông thường các bác cái quen mở là bên tay trái này đúng không ạ? Các dòng máy sấy này, ví dụ như em ví dụ cho bác cái dòng máy sấy của năm trước đó là những dòng 9 ký này, thì các bác sẽ mở bên tay này ra đúng không ạ? Đấy, ngược như này. Con này thì chúng ta có thể đảo được này, các bạn nhìn thấy này. Cái này nó sẽ có vít này, các bạn nhìn thấy này, vít đây. Nó sẽ song song ở bên này, chúng ta cũng sẽ có hai vít này, có thể đảo được sang. Tuy nhiên thì đối với dòng năm nay thì các bác sẽ không phải mở bên tay cửa bên này nữa, không phải mở bên cửa này nữa, mà các bác sẽ đảo tay sang bên kia. Đây, chính là hai con đó em muốn giới thiệu cho mọi người đây. Các bác sẽ mở giống như máy giặt giúp em nhé. Đây, các bác tay nắm đây, các bác giật ra nhé. Và không đảo được cánh rồi nhá. Cánh bắt buộc nó sẽ nằm ở phía bên này. Nhà sản xuất họ mặc định cho chúng ta là mở y như máy giặt luôn. Đấy. Thiết kế của hai dòng này thì rất là khác biệt với khu vực cửa lồng bên trong này. Con này thì có thêm khu vực sấy giày rồi nhá. Đây các bạn nhìn thấy này. Có một cái khu vực hộp để sấy giày này. Đấy. Hộp sấy giày nhá. Bên trong đi kèm với chúng ta sẽ là một cái hộp. Cái lưu ý giúp em là cái hộp này thì là chứa dây nước cấp da và chứa hai cái ke để chúng ta có thể bắt vào con máy giặt của bên LG. Ví dụ như các bác có thể mua con máy giặt LG ở dưới và máy sấy LG ở trên để chúng ta chồng lên nhau, chồng ngược, chồng được lên nhau, chồng thẳng đứng rồi nhá. Chồng thẳng đứng như này không cần kệ. Tuy nhiên có kệ thì nó sẽ là chắc chắn và yên tâm hơn. Hai dòng máy sấy của bên LG này thì chúng ta sẽ sử dụng cho số người từ 4 đến 7 người. Trọng lượng sấy sẽ rơi vào từ 9 đến 10,5 kg, tối đa khoảng là 15 phí. Động cơ của chúng ta sẽ là động cơ Inventor tiết kiệm điện mọi nhá. Động cơ của chúng ta là Inventor tiết kiệm điện, truyền tải dẫn chuyển động bằng gián tiếp là bằng dây cô loa. Thường thường thì những dòng máy giặt thì các bác biết là dòng chuyển động trực tiếp rồi, nhưng mà dòng máy sấy chúng ta sẽ chuyển động bằng dây cô loa. Nhiệt độ sấy tối đa của chúng ta sẽ rơi vào là 100 độ C. Chương trình thì như em có nói là chương trình ở trên này thì chúng ta có 14 chương trình mọi nhá. Chúng ta có 14 chương trình sấy. Đấy, nhiệt độ chúng ta sẽ là 100 độ C và công suất tiêu thụ của chúng ta sẽ rơi vào 1000W. 1000W của nhé. Các tiện năng tiện ích đó chính là cảm biến tự động xác định được chất liệu sợi vải, chế độ sấy ở nhiệt độ thấp và đèn chiếu sáng trong lồng giặt, công nghệ sấy Eco Hybrid sấy nhanh tiết kiệm điện và công nghệ Smart ThinQ giúp các bác điều khiển được máy sấy từ bên ngoài. Tự động vệ sinh bộ lọc và chất liệu lồng sấy là bằng thép không gỉ.
đấy, một số cái kích thước, một số cái thông số thì bác có thể xem được giúp em. Cái phần sản xuất, nhà sản xuất thì hai con dò này xuất xứ ở Hàn Quốc mà nhé, hàng xuất xứ ở Hàn Quốc, các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng sản phẩm của chúng ta được tốt hơn và bảo và được cái kiểm ngặt qua cái khu vực ở bên Hàn Quốc, sẽ giúp cho các bác có một chiếc máy sấy có nhiều cái tiêu chuẩn tốt hơn so với các dòng khác. Vâng, em sẽ mở cho bác xem cái hộp này bên trong có gì nhá. Đây, các bác nhìn thấy em vừa mở ra xong. Bên trong thì như em có nói thì bên trong nó sẽ có một sợi dây cấp nước thải ra này. Con này là sấy heat pump. Nó ngoài cấp nước ở bên cho bên cái hộp, ngoài ở cái hộp này ra. Đây, nhìn thấy nó có cái hộp nước này ra. Thì nó sẽ có thêm cái các bác là muốn cho thẳng nó ra ngoài thì sẽ đấu nó ra ngoài như này ở đằng sau lưng. Thì trên kênh em cũng có video hướng dẫn mọi người cách đấu lối nước ra bên ngoài rồi. Phía bên trong nó sẽ có thêm các con vít này. Đấy, vít này là các bác nhìn thấy vít bắn tôn không? Vít bắn tôn nhìn đầu nhọn này. Đấy, vít bắt vít bình thường và vít bắn tôn. Vì sao lại có với vít bắn tôn như này? Bởi vì bên trong cái ke này, chúng ta có hai cái ke này là hai cái ke để chúng ta ốp từ máy giặt lên máy sấy. Và cái vít bắn tôn này là khi mà các bác bắt vào, chúng ta sẽ bắt xuyên vào cái vỏ của con máy giặt rồi nhá. Bởi vì chân vỏ máy giặt nó không có để lỗ, do đó chúng ta cần phải vít bắn này, chúng ta bắn thẳng xuyên vào thì nó mới cực kỳ chắc chắn. Thì đây là cái bộ phụ kiện ở phía bên trong mà nhiều các bác chưa biết đến. Bởi vì thông thường thì các bác sử dụng máy sấy là các bác sẽ sử dụng như thế này luôn. Đặt luôn lên và sử dụng nước ra cái hộp kia, đầy là các bác đổ. Chứ các bác không sử dụng cái khu vực là sấy bằng cái hộp sấy như thế này. Thì cái hộp sấy như thế này thì chúng ta sẽ có ở từ các dòng máy sấy heat pump nó có rồi nhá. Nó có cái chương trình như vậy. Ở phía bên trên thì ngoài cái chương trình là cái hộp này ra thì chúng ta sẽ, đây các bác chỉ nhìn thấy trên nó ghi là 10 ký này. Logo LG này, tinh quy này. Ở công nghệ sấy thì em sẽ zoom nhỏ lên cho bác xem nhá. Các công nghệ sấy thì chúng ta có sấy vải cốt tông, đồ hỗn hợp, sấy nhẹ, sấy đồ trải giường, sấy căn, sấy nhanh 30 phút, sấy dị ứng. Bên này chúng ta có sấy tinh xảo, đồ len, đồ hỗn hợp, đặt thời gian sấy, sấy bằng giá, sấy khí lạnh, sấy khí nóng, chu trình tải xuống và các chương trình tăng cường, tăng thời gian, giảm thời gian, chăm sóc lồng sấy, hẹn giờ, tiết kiệm thời gian, lá ủi, túi khô, tăng cường và mức độ sấy, hay là các chương trình tắt độc, âm báo, khóa trẻ em. Có chương trình đó chính là kết nối với điện thoại. Đấy, tất cả các chương trình nó sẽ có đầy đủ trên con máy sấy này. Thì đây là hai con máy sấy các bác có thể mua được trong cái thời gian hiện tại bây giờ. Sơ qua về cái phần thiết kế thì LG luôn luôn cho các bác một trải nghiệm thiết kế nó đẹp và bắt mắt hơn. Về tính năng sấy thì đối với dòng sấy heat pump thì nó luôn luôn cho bác một cái phần quần áo nó chống nhăn tốt hơn và cái sợi vải chúng ta được bảo vệ tốt hơn. Mọi người mua những dòng sấy thông hơi ấy, thì cái nhiệt độ sấy nó sẽ lớn, nó sẽ làm cho cái khu vực quần áo chúng ta nó có hại hơn. Ví dụ các bác nào có những bộ quần áo đắt tiền hoặc bộ những quần áo có đồ ví dụ là có đồ mà nó hay son giết cái thứ thì đối với dòng máy sấy heat pump này nó sẽ khắc phục tốt hơn cho các bác. Nó sẽ giảm thiểu được hại quần áo và quần áo được sấy khô hơn. Và khi các bác mang ra thì các bác bỏ ra phơi gió một lúc thôi là các bác cũng sẽ có thể mặc được rồi. Đấy. Cái thiết kế của nó thì cũng cái chiều cao của nó rơi vào 85 và chiều rộng sâu là 60 các nhá. Cũng giống như cái dòng máy giặt ở phía dưới thôi. Để làm sao chúng ta phù hợp với cái không gian nội thất cũng như phòng khách phòng nhà tắm của chúng ta, chúng sẽ phù hợp rồi nhá. Để trên kệ để các thứ chồng lên nhau cũng rất là hợp lý. Với giá thành của hai con máy sấy này thì con màu xám nhạt bên em đang bán là 17 triệu 820 nghìn. Còn đối với con màu xám đậm thì bên em đang bán với giá là 18 triệu 800 nghìn mọi nhé. 18 triệu 700 nghìn và 17 triệu 820 nghìn, 17 triệu 800, đang chênh nhau khoảng độ là 1 triệu đồng cho cái màu. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị điện máy của Ecomax nằm tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội để mua một trong hai dòng máy sấy heat pump này mọi nhé. Ok, em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.